Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Bùi Đức Thiện Thanh. Mình sinh 27/11/1991 và hiện giờ mình đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì hiện nay thì mình là nhân viên IT của công ty Y Phương. Thì mình cũng có tốt nghiệp trường cao đẳng công nghệ thông tin của trường Khoa học Tự nhiên. Thì hôm nay thì mình đã phỏng vấn visa và mình đã được kết quả đậu và được cấp visa để mua vé bay qua Mỹ. Thì thật sự cảm giác của mình bây giờ thật sự là rất là vui, cũng không biết nói gì luôn. Thì mình cũng nhân đây mình cũng sẵn tiện chia sẻ một số kinh nghiệm cho các bạn khi mà các bạn đi phỏng vấn visa. Thì cái bước đầu tiên á, quan trọng nhất thì các bạn phải chuẩn bị hồ sơ thật là đầy đủ. Thì cái hồ sơ của bạn thì bao gồm có thể I-20, là những chứng minh tài chính của gia đình các bạn, rồi về học bạ của bạn hay là cái đó. Thì các bạn nên, tốt nhất thì các bạn nên tìm một công ty tư vấn. Thì mình thấy là công ty tư vấn là công ty du học Tân Đại Dương á, thì dịch vụ ở đây rất là tốt. Các anh chị giúp mình chuẩn bị hồ sơ rất là đầy đủ. Và nhất là chị Mỹ Kim là chị phụ trách hồ sơ của mình, thì chị luôn đưa ra những lời khuyên rất là tốt cho mình, rất là chân thành và cũng rất là bổ ích. Và anh Khôi cũng đã giúp cho mình có thêm được nhiều cái kinh nghiệm trong cái việc trả lời phỏng vấn hơn đó. Và tới cái ngày phỏng vấn á, thì nói chung mình không có lời khuyên gì cho các bạn hết, mà cái việc là các bạn phải không phải là tự tin mà các bạn phải tự nhiên. Tại vì chính vì các bạn tự nhiên trả lời những gì các bạn có, những gì đúng trong hồ sơ các bạn, thì chắc chắn thì cái phong thái của bạn sẽ, cái sự tự tin nó sẽ tự đến với các bạn mà thôi. Thì lúc đó là phỏng vấn viên người ta sẽ nhìn vào đó, người ta thấy được thái độ của bạn là tự tin một cách rất là tự nhiên, thì người ta sẽ tin những gì các bạn nói, người ta sẽ cấp visa cho các bạn. Nói chung cái bí quyết quan trọng nhất vẫn là sự tự nhiên. Sự tự nhiên đến từ cái sự thành thật của các bạn. Và bởi vì vậy các bạn cũng đừng có quá lo lắng gì hết, người ta không có khó như các bạn nghĩ đâu. Người ta khó chủ yếu đó là tại vì người ta nhìn thấy mình, người ta thấy mình có vẻ rụt rè, sợ hãi này nọ, người ta mới không tin thôi. Chứ còn mình nói các bạn cứ tự nhiên, cứ bình thường, giống như thể tưởng tượng đi, giống như người ta gặp mình, người ta nói chuyện, người ta chưa biết gì về mình, người ta hỏi chuyện mình, thì mình có gì mình nói đó, cứ thoải mái bình thường, cười nói vui vẻ bình thường, là chắc chắn người ta sẽ tin mình và cuối cùng ta sẽ có visa. Đó là lời khuyên mà mình cũng gửi đến cho các bạn, và cũng hy vọng rằng là các bạn cũng sẽ được cấp visa giống như mình và có được cơ hội qua Mỹ để được nâng cao kiến thức và có được những bằng cấp của nước Mỹ để quay về Việt Nam và có những công việc mơ ước mà các bạn đã mơ ước từ lâu. Thì khi nào mà sở Tân Đại Dương thì thật sự là công ty Tân Đại Dương là một công ty có cái dịch vụ rất là tốt và rất là nhanh chóng. Tại vì ban đầu tiên thì em nghĩ là I-20 của em sẽ, I-20 từ trường bên Mỹ sẽ gửi rất là lâu, nhưng mà không ngờ chỉ trong vòng 2-3 ngày là em đã có được I-20 rồi. Thật sự là em rất là bất ngờ. Rồi mọi hồ sơ thủ tục em cho đến lúc mà đăng ký phỏng vấn đều rất là nhanh. Bởi vậy em không có cái gì mà em phải lo lắng hết, em chỉ cần chờ tới ngày em phỏng vấn thôi. Thì em cũng không có phải lo lắng gì hồ sơ mình chừng nào có hay là phải ra sao gì hết. Tất cả những gì em làm chỉ là coi hồ sơ cũng thật kỹ, nhớ những chi tiết đúng, rồi luyện phỏng vấn mỗi ngày, là tới đó chỉ cần vô phỏng vấn, không cần phải lo gì hết. Mọi công ty đều lo hết mọi thủ tục cho mình. Thì em thấy là công ty Tân Đại Dương là một công ty có dịch vụ rất là tốt, rất là uy tín. Vì vậy mình thì mặc dù có rất nhiều công ty tư vấn khác, nhưng mà theo ý kiến mình thì thật sự là các bạn nên chọn công ty Tân Đại Dương vì cái sự uy tín lâu năm của công ty này và chất lượng dịch vụ của công ty này. Thì mình chọn Mỹ thì một phần là vì thứ nhất là hiện giờ cái giới công việc hiện giờ của mình, kinh nghiệm cộng với cái bằng cấp của mình, thì thật sự mình thấy là ở Việt Nam xin việc rất là khó, mà lương cũng không có cao nữa, bây giờ không còn cách nào khác và chỉ còn cách là chọn Mỹ thôi. Mà mình chọn Mỹ thì ở đây tại vì Mỹ là nó có cái cơ sở vật chất rất là tốt, rồi kiến thức của nó cũng là những kiến thức mà được cập nhật, rồi cái cơ sở vật chất tốt, rồi có cơ hội được rèn luyện tiếng Anh, và cái bằng cấp của Mỹ á, là cũng là được chấp nhận trên toàn thế giới. Mà ở Việt Nam bằng của Mỹ rất là có giá trị. Mình có từng tính đi du học Úc với lại Anh rồi, nhưng mà Úc với Anh, Úc á, đặc biệt Úc thì mình thấy Việt Nam mình bằng Úc nhiều quá, nên dẫn đến cái giờ giá trị bằng Úc nó bị giảm đi rất là nhiều rồi đó. Còn Anh thì khổ một cái là cái mức sống nó cao quá. Bây giờ nói chung là mình thấy Mỹ là hợp lý nhất, bằng Mỹ là chất lượng cao, có giá trị rất là lớn, mà học phí lại tương đương. Bởi vậy vừa có học phí, một cái mức học phí tương đương mà lại có một cái chất lượng tốt hơn, thì đương nhiên mình phải chọn Mỹ rồi đó. Thì khi về Mỹ rồi mà mình tin là với cái bằng của Mỹ á, thì mình chọn cái trường mình học là trường Sherbrooke Community College. Thì chuyên ngành mình học là Information Technology, là công nghệ thông tin. Thì sau khi mình học 2 năm nay xong thì mình sẽ chuyển tiếp lên 2 năm cuối đại học của trường University of Washington. Thì mình tin rằng là với cái bằng đại học của University of Washington á, mà khi mình về Việt Nam thì chắc chắn mình sẽ được một cái công việc rất là lương, rất là cao trong những công ty quốc tế. Tại vì cái trường University of Washington này đứng hạng 23 thế giới. Mà các bạn biết trên thế giới thì bao nhiêu trường đại học mà trường đứng hạng 23 thì biết nó lớn cỡ nào rồi. Đó. Thì mình cũng thì nói chung là có rất nhiều sự lựa chọn cho các bạn, nhiều nước. Nhưng mà mình nghĩ rằng là các bạn nên chọn Mỹ. Tại vì nói chung về mức giá thì cũng tương đương so với Úc, Canada hay là Singapore hay Anh. Mà chất lượng thì lại tốt hơn hẳn. Thì các bạn nếu mà chọn các bạn Mỹ thì sẽ là một cái món đầu tư hời cho các bạn và cho gia đình các bạn đó.